Ông Lương Văn Tốt hỏi và cùng lời đáp quả của Đức Thầy. Nam Mô A Di Đà Phật. Mộ đạo ơn trên chưa hiểu danh, xin ông phân cảm chúng nghe rằng ba ngàn thế giới ai là chủ, mở lượng từ bi dạy chúng sanh. Đức Thầy đáp quả: vâng lệnh Phật tôn chưa hiểu danh, ngặt vì pháp luật ngỡ khó phân rành, càng không muốn biết ai là chủ, tu hành theo dõi đơn mây xanh. Vì sao thế giới lại ba ngàn, học đã rành chưa lại hỏi han? Đã làm nhỏ văn thì hãy đổi đáp lời cho vẹn kiên đời. Văn vật sai mê khổ thắm, người nào đã từng làm nho văn, xưa nay mèo má lung lăng, làm cho quên đi mất nghi đạo
cần chi gà hỏi viền dâu. Làm người chưa vẹn thì khó hồng thành thì thôi. Nói nhiều lắm xe lôi tình nghĩa chữ hiền lành trao trẻ cho xong. Thấy đời trần chẳng lo khó thấy mây rồng hỏi kia